Ok, xin chào anh em quay trở lại với Chim Ngoài Channel. Thì video hôm nay thì mình sẽ nói đến vấn đề thường xuyên gặp khi anh em nuôi chim hút mật. Đấy là vấn đề sù lông. Thì nó có rất nhiều nguyên nhân để dẫn đến sù lông. Đấy là có thể là anh em vào cám thì nó sù lông. Rồi cái vấn đề đầu tiên này, nếu mà vào cám mà vào tuần 10 ngày gì đấy mà nó không ăn cắm hạt mà nó sù lông thì anh em là nên thả nhá. Rồi anh em kiếm con khác vào cám dễ. Còn vấn đề thứ hai là anh em thời tiết thay đổi ấy, thì là cũng rất dễ. Thời tiết như bây giờ là trời bắt đầu se se lạnh rồi thì là có chim người ta rất dễ là yếu và sù lông ấy. Thì mỗi buổi sáng chúng ta sẽ cho vào một cống riêng tầm 5 đến 10 giọt mật ong, cho nó hút tầm 1 tiếng tiếng rưỡi gì đấy, xong đấy là mình sẽ lấy cái cống đấy ra để cho nó ăn cám bình thường. Và trời tối thì mình nên phủ hết ao lồng nhá, và quét một ít dầu gió ở phía đáy lồng anh em nhé, để tránh cái trường hợp là trúng gió. Nhiều con như là trong cái thời tiết như bây giờ tối vẫn ăn uống đúng, sáng mai lại đột ngột chết thì là do nguyên nhân trúng gió. Còn vấn đề thứ ba là anh em có thể là cho mồi tươi rồi hoa quả nhiều, làm cho rồi mật ong nhiều, rồi làm cho con chim nó tập trung ăn những cái đấy và nó quên ăn cám đi, thì là cũng rất dễ là sù như thế này anh em nhé. Thì vấn đề này thì anh em sẽ bắt đầu lại tập lại cám với mình. Anh em sẽ hòa cám nước, rồi anh em cho một cái ít giọt Nutroflex, cái vitamin cho trẻ em ấy, thì anh em sẽ hòa vào đấy cho nó uống. Đồng thời là anh em sẽ thắp bóng sưởi cho nó anh em nhé. Thì qua tầm 1-2 ngày thì anh em sẽ bắt đầu vào cám trở lại bình thường. Vấn đề thứ tư là sù lông do bị đường ruột. Thì ví dụ như là do ăn cám mốc hoặc là cám ẩm ướt nhiều quá thì nó dẫn đến tiêu chảy, thì em cũng xử lý như là cái vấn đề thứ ba anh em nhé.